Xin chào mọi người, lại là Quang Quý đây và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chiến dịch phát báo mùa thứ 5 năm 2020. Và cứ mỗi khi phát sóng chương trình thì chúng ta lại hồi hộp và chờ đợi xem là nhân vật phát báo của chúng ta sẽ có sự lột xác như thế nào sau suốt cả một hành trình tham gia cùng với chương trình. Và đứng kế Quang Quý đây đó chính là Bác Hà đến từ Viện Thẩm mỹ Korea. Và không biết là nhân vật phát báo của chúng ta là... Vâng, đó là chị Thảo ạ. Quang Quý còn nhớ chị Thảo không? Em còn nhớ tại vì em đã có dịp để đến với nhà của chị Thảo ở Bình Thuận. Và cả trong cái buổi casting nữa, khi mà chị Thảo bước đến cái buổi casting với một gương mặt phải nói là đầy tâm sự và rất là buồn và chia sẻ về câu chuyện của mình. Em mỗi bước cổ về được một năm á, thì bắt đầu tăng cân thì cũng là lúc em lập gia đình. Em lập gia đình về được khoảng 6 tháng thì em bắt đầu tăng cân mất kiểm soát. Thì chồng em bắt đầu cũng cảm thấy em không có được như lúc mới cưới thì cũng bắt đầu nản và có người khác. Mẹ chồng thì nói em y như trái đập vậy, không có con. Từ lúc em buông xuôi rồi tới khi em nhìn nhận lại bản thân mình thì em cảm thấy đúng như lời người ta nói, em không còn là giống con người luôn á. Nhưng mà không biết là sau ngần ấy thời gian thì chị Thảo đã thay đổi như thế nào rồi? Chị thấy đây là một thay đổi cực kỳ là lột xác ấy ạ. Tại vì thực ra Quang Quý cũng là một người hơi bị thiệt thòi một chút là bao giờ cũng chỉ được gặp khách hàng ở những giai đoạn về sau thôi, đúng không ạ? Nhưng mà sự cải thiện của chị Thảo thì là trong suốt cả một quá trình cực kỳ rõ luôn. Đó, ngày đầu tiên em có nhớ chị Thảo bao nhiêu cân không ạ? Em nhớ là cũng phải 80 mấy đúng không? 89-90 cân luôn đấy ạ. Và chị Thảo sinh năm 85. Đó, cũng là một người phụ nữ mà có các hoàn cảnh đặc biệt. Đó là khi đến đây thì chị có mẹ đi cùng, đúng không ạ? Tại vì ra tầm tuổi đó thì mình cũng sẽ không cần phải đi cùng người nhà, đúng không? Nhưng mà vì Thảo là có bệnh lý rất là yếu nên là mẹ chính là cái động lực cũng như là cái người mà cổ vũ cho Thảo đi giảm béo nhiều nhất. Cô nghĩ bây giờ nó có lớn có nhỏ thì nó cũng là con mình, nhưng mà có cái là đã chừng này tuổi rồi mà đáng lẽ cái tuổi này là tuổi lo cho mẹ mà mẹ phải lo lại, thì đôi lúc cô cũng buồn nhưng mà bị làm sao bây giờ. Thì bây giờ con nó mà bệnh hoạn như vậy chứ nó cũng đâu có muốn. Thì cũng cầu xin sau qua cái chương trình này thì em nó có lại cái cuộc sống bình thường để mà cho bản thân nó thôi, chứ không có nói là phục vụ cho ai. Vậy thì ngày hôm nay có một bất ngờ cho Quang Quý khi gặp chị Thảo nha. Trời ơi, rất là háo hức rồi mọi người ơi. Bây giờ là chắc là chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ủa mà chị Thảo có ở đây không hay là mình phải đi xuống Bình Thuận? À không ạ, chị Thảo đã có mặt ở đây rồi với một hình ảnh hoàn toàn khác. Mọi người ơi, hãy cùng với Quang Quý chờ đợi xem là chị Thảo sẽ xuất hiện như thế nào rồi. Dạ. Chị Thảo ơi. Dạ, mời chị Thảo ạ. Đây. Chị vô người đẹp của chúng ta vào đây ạ, đứng giữa đi ạ. Chị quay một vòng giùm em đi, chị quay một vòng. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta hãy nhìn lại cái hình ảnh của chị Thảo trước khi đến với liệu trình phát béo nha. Chị ơi, em không thể nào tưởng tượng được là có một cái sự thay đổi phải nói là ngoạn mục tới như vậy. Giống y như lời của Bác Hà nói là lột xác luôn á. Mà lột xác cả về diện mạo nè, và lột xác cả về thần thái. Chính mà xác. Cái điều quan trọng nhất là thần thái. Tới thời điểm hiện tại thì chị Thảo đã giảm bao nhiêu ký rồi? Tới thời điểm hiện tại thì Thảo giảm được 19 ký. Mười chín ký. Wow, rồi em vẫn còn đang hơi bàng hoàng về cái kết quả này. Nhưng mà 19 ký như vậy thì em thấy là cái vòng eo của mình nó cũng đã giảm rất là nhiều đúng không? 25cm đấy ạ. 25cm. Thực ra là không biết là bao nhiêu size quần áo luôn đúng không Thảo? Mà em nghĩ á nha, toàn bộ tủ quần áo. Trời ơi, như vậy là chắc là tốn tiền mua lại đồ mới lắm nè đúng không? Và đây cũng là một chiếc váy mới của Thảo đấy ạ. Wow. Rồi sau đó thì cái mốc đầu tiên mà đáng nhớ nhất của mình á, khi mà mình bước lên cân á, là lúc nào? Lúc mà khoảng cỡ 10 ngày là 10 ngày. Bước lên cân. Con số là bao nhiêu?
lúc đó là giảm được khoảng 2kg 2kg 2 rồi đó. Nhưng mà bác Thảo có nghĩ là trong 2 ngày mà giảm được 2kg 2 không ạ? Không nghĩ là như vậy luôn. Tại vì sao mà nó lại nhanh đến như vậy? Nhưng mà cái khoảng thời gian khoảng cỡ 20 ngày sau thì lại giảm ít lại. Đúng rồi. Giảm ít lại. Giống như là tự nhiên mà mình đang giảm tốt, cái lúc đó mình bị khựng lại, mình có bị hoang mang không chị? Không, thật ra Thảo không hoang mang. Tại vì lúc nào cũng có các bác ở đây rồi luôn có đồng hành, gọi điện hỏi thăm là chị khỏe không, chị như thế này thế kia. Dạ. Lúc nào cũng động viên hết nên là hình như là mấy bác cũng ưu ái. Tại vì sức khỏe của chị không có được tốt. Nên là cứ chị chưa kịp hỏi thì các bác cũng đã nói những cái triệu chứng như vậy để cho chị chuẩn bị tâm lý trước rồi. Dạ, rất là dễ thương. Nên là không có phải lo nghĩ gì cả. Em không biết mọi người thấy như thế nào, nhưng mà bản thân Quang Quý thấy từ nãy tới giờ, từ lúc mà chị Thảo bước vào trong cái khung hình mà đồng hành cùng với mọi người tới thời điểm hiện tại, chị cười liên tục. Chị cười liên tục luôn. Nhưng mà không phải, không phải là từ nãy tới giờ luôn, mà bữa nay Thảo từ sáng đến chiều lắm. Thực ra là trong lòng vui thì không thể nào mà giấu được. Đúng rồi. Đối với cái người mà thân cận nhất đối với mình là mẹ của mình. Tại vì ngày xưa khi mà em có dịp em tới Bình Thuận bác Hà, thì em có nghe mẹ chia sẻ rất là nhiều. Mẹ của chị Thảo đã chia sẻ là rất là lo lắng như chị Thảo nè. Tại vì là cứ mỗi sáng khi mà thức dậy thì chị Thảo rất là khó để có thể là hoạt động và sinh hoạt, là do cân nặng và cũng như là do bệnh lý. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại khi mà mọi thứ đã có sự thay đổi rồi thì mẹ của chị cảm thấy như thế nào? À mà hôm nay bác không thể đến được nha, để có thể gặp cùng. Hình như là mình có dịch bệnh đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì bữa nay là nói chung là cũng ngày giữa tuần đó. Nên là mẹ Thảo đang phải chăm cháu cho em của Thảo nó đi làm. Nhưng mà chắc chắn là bác rất là hạnh phúc. Bởi vì trước đây là ngoài em bé như vậy là bác còn phải chăm cả Thảo nữa. Đúng không ạ? Nói chung là mọi cái hành động gì cũng phải phụ thuộc hết. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ mọi chuyện là Thảo dành hết. Mị rồi mà có bệnh rồi là Thảo chăm hết á. Đây chính là ước mơ của Thảo đúng không? Là có thể có sức khỏe để chăm cho mẹ được. Cháu rồi là cuối tuần rồi là Thảo xuống dành dữ. Lao nhà quét nhà rồi là bữa nay là phần Thảo hết. Nói chung là kiểu như là mình muốn bù đắp lại á. Rồi lâu lâu cái hỏi ủa sao mị lâu bệnh như. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Sao mẹ không chịu bệnh? Phải mong cho mẹ khỏe chứ. Chứ là nói đùa đùa vậy đó không? Nói sao bị lâu bệnh vậy? Hồi bữa mình bệnh quá trời nên sao bệnh ít rồi. Thực ra bây giờ cái tinh thần của người cao tuổi rất là quan trọng. Hà nghĩ rằng là vì mẹ rất là vui và sẽ khỏe lên bởi vì nhìn thấy Thảo khỏe mạnh đi từng ngày như thế này. Đúng nhất là con gái ngày nào cũng cười từ sáng đến tối như thế này thì không bà mẹ nào không hạnh phúc cả. Đúng rồi. Thì thật sự là tới thời điểm hiện tại thì Quang Quý thấy là chị Thảo đã lột xác. Sự thay đổi vượt bậc đúng không ạ? Em thấy là ở thời điểm này là chị đã hoàn thành một cái mơ ước ban đầu của mình rồi. Đó chính là mình giảm cân, có sức khỏe tốt hơn để chăm sóc lại cho mẹ của mình. Thì sắp tới là mình có mơ ước gì và có những cái dự định gì cho chính bản thân mình không? Có, Thảo cũng sẽ cố gắng duy trì và cũng cố gắng đẹp nữa, đẹp nữa. Đẹp nữa như lời tư vấn của các bác ở đây. Để mà duy trì cái và giảm thêm. Để mà mình ngày càng đẹp hơn. Đúng rồi, gọi là đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi đúng không? Rồi, nếu như mà bây giờ có một lời nói đối với tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chiến dịch Thoát Béo, cùng với chị Đức Thảo ngay từ những ngày đầu tiên tới thời điểm hiện tại, và những người đang mà trong tình trạng mà quá khổ và rất là mệt mỏi cùng với cân nặng của mình, thì chị có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không ạ? Thảo muốn chia sẻ với mọi người là nếu như mà với cái cơ địa như em, với cái bệnh lý như em mà giảm cân được thì em nghĩ là tất cả mọi người ai tới tôi ra cũng sẽ giảm cân được, em nghĩ là như vậy. Còn đối với Korea thì em cảm ơn rất là nhiều vì đã cho em được cái vóc dáng ngày hôm nay, cái sức khỏe ngày hôm nay, để cho em thực hiện được những cái ước mơ của em mà trước giờ em nghĩ là không bao giờ em có thể làm được. Còn đối với bác Hà, đại diện của Viện Thẩm mỹ Korea, thì có muốn chia sẻ gì đối với những người khác béo của chúng ta không? Là một người cũng luôn đồng hành với những thí sinh trong chương trình Khóa Khóc Béo như thế này, thì thực sự là khi mỗi lần nhìn thấy khách hàng có sự thay đổi, có sự lột xác, đó là cái niềm vui vô hạn rồi, không thể nào mà kể được đúng không ạ? Tại vì thực ra khách hàng nào cũng thay đổi cả cuộc đời luôn khi mà họ đã cải thiện được về sức khỏe và tinh thần. Thực ra chỉ mong làm sao cho khách hàng luôn khỏe mạnh và vui tươi cũng như đạt được những ước mơ sau này giống Thảo.
Đúng rồi, và như vậy thì mọi người cũng có thể thấy là sau những cái chương trình chiến dịch phát béo như thế này thì những nhân vật phát béo không chỉ là những cái thí sinh tham gia chương trình của chúng tôi nữa mà đã trở thành những người bạn và đồng hành cùng với Viện Thẩm mỹ Korea. Yeah. Và trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như mà chị Đức Thảo của chúng ta có thêm những cái sự thay đổi về ngoại hình, về vóc dáng hay đặc biệt có những cái tin vui gì khác thì chắc chắn chúng tôi sẽ cập nhật thêm trên fanpage để tất cả quý vị chúng ta có thể là cùng chung vui với Viện Thẩm mỹ Korea và với chị Đức Thảo nha. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã phải nói lời chào tạm biệt rồi, tại vì thời gian không còn nhiều nữa. Hy vọng tiếp tục sẽ nhận được những sự đồng hành của tất cả quý vị cùng với chiến dịch phát béo nói riêng và Viện Thẩm mỹ Korea nói chung. Bây giờ thì Quang Quý, chị Đức Thảo và Bác Hà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hệ thống Viện Thẩm mỹ Korea, cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở 2, số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ 1900 0361 hoặc 0787122222 để được tư vấn trực tiếp.